Chúng ta của 8 năm sau, Lâm chuộc lại căn nhà của bố mẹ cho Dương. Một kịch bản không thể hoàn hảo, vẹn toàn, chu tất hơn khi tất cả mọi câu chuyện ân oán còn sót lại ở quá khứ đã được hóa giải. Không chỉ Lâm, ông Quảng có thể thẳng thắn mở lòng ngồi nói chuyện với nhau về câu chuyện cũ. Không chỉ Lâm Dương có thể tâm sự thật lòng với nhau về câu chuyện đau đớn ngày chia ly ở năm ấy, mà giờ đây một bất ngờ hạnh phúc cuối cùng được trọn vẹn, bù đắp cho Dương niềm mong mỏi và những tổn thương cuộc đời. Lâm đã chuộc căn nhà cũ của bố mẹ cho Dương. Ông trời cuối cùng cũng có mắt. Sau những năm tháng, tai họa giáng xuống trên đôi vai bé nhỏ của Dương khi vừa chia tay Lâm thì lại mất cha, mất mẹ. Rồi ông Quảng cũng dính án vào tù, để lại một mình cô đơn, bơ vơ, trơ trọi giữa cuộc đời. Nhưng bất hạnh không thể đánh gục được cô gái ánh dương đầy mạnh mẽ ấy. Sau thời gian chán trường buông bỏ thì những người cũ đã quay trở về bên cạnh. Hết bố Quảng rồi đến Lâm Vâm đều xuất hiện, luôn dõi theo, quan tâm, che chở, bảo vệ cho Dương. Và Dương lại thêm một lần nữa đau đớn khi năm ấy vì mẹ ốm nặng mà đã bán đi ngôi nhà để chữa bệnh. Và giờ đây cô lại không thể chuộc lại kỷ vật, kỷ niệm cuối cùng cùng bố mẹ. Nhưng bất hạnh cái này thì may mắn ở cái khác. Mất bố, mất mẹ, nhưng bù lại giờ đây cô đã có bố Quảng, đã có Lâm, nghỉ việc ở Giang Khánh. Nhưng điều Lâm lo nghĩ nhất lúc này lại chính là niềm hạnh phúc của Dương. Anh đã chuộc lại căn nhà cũ của bố mẹ cho Dương. Và rồi cùng với sự phối hợp của bố Quảng, cả hai đã bố trí hẹn Dương để đón một bất ngờ. Ngồi trên xe nhìn con đường đầy quen thuộc này là đường về nhà, nhưng giờ đây không còn bao trông gai nữa mà là những ký ức ùa về khiến cho Dương rơm rớm nước mắt. Chiếc xe dừng lại, Lâm đã đứng đó. Căn nhà, khu vườn giờ đây đã bị sửa lại, khác đi nhiều nhưng vẫn còn đó bao niềm ký ức. Lâm nở nụ cười nhìn thẳng vào mắt Dương. Đây là món quà anh tặng em, hy vọng rằng em sẽ thích nó. Dương rơm rớm nước mắt nhìn Lâm rồi ôm chặt lấy anh thút thít. Thôi được rồi, con phải vào nhà để chào bố mẹ đã chứ, ông Quảng vỗ vai hai đứa. Dương bước vào nhà cũng bất ngờ khi bàn thờ của bố mẹ trước mắt đã được ông Quảng và Lâm soạn sửa lúc nào không hay. Cầm nén nhang, Dương rưng rưng nước mắt nhìn bố mẹ. Bố, mẹ, hôm nay nhờ có bố Quảng và anh Lâm mà con đã được trở về ngôi nhà của mình rồi đó. Con đã có chồng, có bố bên cạnh. Từ nay bố và mẹ đừng sợ con cô đơn, đừng sợ con buồn nữa nhé. Từng lời thủ thỉ của Dương khiến ai cũng ứa nước mắt. Vậy là cuối cùng thì một cái kết đầy viên mãn trọn vẹn đã đến khi mọi việc đã được vẹn toàn đủ đầy. Chúc mừng ông Quảng, chúc mừng Lâm, Dương.